Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bộ ấm chén kiểu dáng vai vuông có tên gọi là đai đen chỉ bạc. Đầu tiên tôi xin muốn giới thiệu đó chính là chiếc ấm. Đây là những chỉ bạc ạ. Và một chiếc đĩa kê ấm. Ngoài ra bộ ấm chén còn có 6 chiếc chén. Và 6 chiếc đĩa kê chén.